Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 3 tước, một khẩu súng mới mà Việt Nam chưa có đâu. Hiện tại thì cấp của mình đã được add vào rồi. Vĩnh viễn nha. A hi hi. Cái arc này thì đã được add M14 EPR này, AK-47 3 tước này, DE 3 tước thì phải. À, UMP hay gì gì đấy quên bà nó cái tên rồi. Để mình chỉnh lại cái nút cài đặt tí. Vâng, nãy chỉnh sai sai nên bắn hơi bị ngu. Ok, mới vào đã thua tận 2 trận và mình vào trận thứ 3 cũng thua nốt luôn. Chật chơi. Úi giời. Ok, định mệnh. Lao vào như trốn không người vậy bạn ơi. Ở khẩu này thì bắn cũng khá là phê. Mình thấy bắn rất dễ headshot. Rồi, chết một mả người ở khu vực mid rồi. Trong lúc mình đang cài đặt thì anh em giã nhau rất là kinh tởm. Đi vào HL nào. Không có ai này. Anh em tôi đâu? Úi dồi ôi. Nó bắt đầu tương bom lên. À đây rồi. Gì đấy? Snip à? Căng vậy. Hiện tại thì mình đang bắn lên con S7S nên chắc là hơi khó bắn đây. Nếu mà có gì sai sót thì anh em lượng thứ bỏ qua nhá. Úi dồi ôi, cong luôn. Chất. Úi dồi, tôi cho ngồi. Phế thế. Đồng tay mình phế quá anh em ạ. Flat lên. Rồi, lên luôn. Này thì cố ấy. Cầm lục mà hứng chó. Bạn thích hư cấu không? Rồi, double kill. Hai bé rồi, lên bạn ơi. Tầm này cài bom là win thôi. Ok. Úi dồi ôi. Cái động thái mà ngồi xuống đặt bom nó cũng mất thời gian cực anh em ạ. Thực sự mình không quen. Bắn con iPhone nó sướng nó sẵn rồi. Chỉ có con này thực sự nó khó bắn ghê. Tại vì con S7S thì nó có hai cái viền tràn xuống ấy. Đâm ra thì nó cực kỳ là khó di chuyển. Mình không nghĩ là nên đổi con khác hay không. Đâu rồi, không thấy ai. HL không thấy thì chắc là rào rồi. Sắp nổ rồi bạn ơi, lên đấy. À đây rồi. Rào đây rồi. Rồi không xong rồi, nó nấp vào kia. Thằng kia ăn. Bắn lén ha ha. Trời ơi. Tin mệnh trận nào mình đi cũng gặp ba thành phần nguy hiểm vậy. Vãi cả bắn lén ạ. Ok. Ui dồi ôi. Cam mic làm cái gì. Con sợ thật ý. Đã bắn không được thì bắn tinh đi. Này thì hầm này. À. TMP kìa. TMP ở HL. Thôi xong rồi. Bây giờ nó rút cả TMP ra nó chơi cơ. Khô lời. Căng quá bạn này. Trận này khó bật kèo. Úi dồi ôi, nó móc lốp kìa. Định mệnh nữa cơ. Này định móc lốp với chúng tôi này. Một bé. Úi, cái khẩu này bắn sao dễ headshot vậy ta. Nãy giờ mình bắn toàn. Cái định mệnh. Vai. Nó móc nhà kìa. Mình cứ tưởng có đồng đội ngoài đây, không để ý. Đang để ý cái vụ bắn headshot dễ quá. Rồi thằng này chết rồi. Bị móc vào mà chết thôi. Quả này mình kênh lỗi quá. Sorry anh em. Đùa thôi. Cái gì vậy? Sao chửi ngu các kiểu vậy? Ok, chúng ta sẽ đi mic này. Rồi, là mình cam thôi, không phải đi mic đâu. Đi mic làm gì, mình cầm bom mà. Rồi, khói lên để cho nó mờ ảo. Để bọn kia khỏi bắn snip anh em ạ. Đã bắn không được thì đừng có bắn snip. Câu kéo snip làm cái gì. Rồi, bom lên kìa. Sẽ có người lên thôi. Ui dồi ôi, cái định mệnh lại headshot. Đùa. Thế đấy, nào lại headshot nhở? Xàm thật ý. Cái khẩu này bắn dễ headshot vậy ta? Nãy giờ mình bắn toàn headshot thôi anh em ạ. Ăn kill bình thường thì ít mà headshot thì nhiều. Ok. Nó không dám đẩy lên đâu, nó mất hai người rồi. Bây giờ đi đâu đây? Anh em chọn đi. Cho anh em chọn. Mình chả biết đi đâu. Chịu.
Ui, cái định mệnh đang đổi bom, khốn nạn thế. Tôi ăn nguyên một mả đạn lục đồ bò. Chắc mình phải té thôi, tại vì lục đồ bò thì nó spam khiếp lắm. Đâu ấy? Ui, chết rồi. Nhanh vậy. Ui, cái định mệnh nó còn khựng lại nữa, nó không đi. Khốn nạn VL. Ok, snip ngu. Không biết nó chửi ai. Bây giờ mình nên thủ ở đâu đây? Ngoài mic có à? Rồi xong rồi, không biết nó có thấy mình không? Nấp ở đây cũng bất an anh em ạ. Nếu mà nó thấy mình rồi thì không nên đứng đây. Mình sẽ chạy lên đây này. Úi dồi ôi, nhanh thế. Mới nhìn qua không thấy ai. Đậu xanh. Tiếc quá. Quả chết xàm. Ok không sao, đồng đội mình sẽ gánh được. Ui dồi, TMP kìa. Hết giờ rồi. Bây giờ có 10 TMP nó cũng thế thôi. Quả đấy mình phân vân không biết nấp chỗ nào. Xàm quá. Phải di chuyển lỗi nhiều. Ừ đi, nó khựng khựng lại khó chịu thật anh em ạ. Thế bắn màn hình nó vuốt nó còn lâu lâu nó cứ khựng khựng, với lại cảm giác vuốt không chuẩn anh em ạ. Thực sự bắn cái máy này rất là khó. Ơ, ao hết bà nó hai thằng rồi, thì bắn cái gì? Vãi nổi. Đang bật kèo nó ao tận hai thằng thì bắn cái gì đi trời. Thôi xong rồi, thế này khó lắm anh em ạ. Khó win rồi. Thôi cố gắng thôi nhá, mình cố gắng thôi. Chứ thực sự 3 và Việt Nam mà còn TMP nữa thì đú thế đích nào được. Đây rồi, nó cong lên này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi ôi. TMP à, thích đú à. Ok, thích đú à. Không biết là còn thằng nào lên nữa không. Bắt nốt luôn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Rồi mình sẽ vào. Rồi B giết được người. Cho mình vào B luôn. Đang phân vân. Nó giết được người cái thanh thản đi vào ngay. Úi dồi, vai cả đi lùi ạ. Vâng, lốt ra mình kéo đi tới mà thế đích nó đi lùi nhở. Xàm thật. Vâng, anh em không bao giờ chọn cái dòng S7S nhá, không nên. Úi dồi, mình lại thấy có thằng ngoài mic rồi. Không biết thế nào ấy. Bom kìa. Giờ chết luôn, hay quá. Tuyệt vời. Vâng, thanh niên anh hùng núp đây rồi. Bắn lén. Ha ha. Ok. Nói chung là cái máy cũ của mình thì bị lỗi rồi, mình đang đi đổi. Chắc là máy sắp về rồi. Tầm vài ngày nữa thôi. Bắn nó sẽ mượt mà hơn. Cảm giác bắn khẩu này nó khựng khựng kiểu gì, rất khó chịu. Vẫn thủ ở đây thôi, biết làm gì bây giờ. Bắt buộc là phải thủ ở đây. Tại vì team mình còn đúng 3 người, không đẩy được. Quay đẩy là sấp mặt ngay. Rồi, bắt đầu bom lên để công rồi. Thế nhiên vẫn cố cầm snip. Rồi, chết luôn. Ui dồi ôi, nó bắn ở góc rất là xa nhá. Mình sẽ nhặt bom. Té thôi. Té ra đây. Đấy. Ui dồi ôi, bạn đứng thế thì bạn kênh kiểu gì cho mình bây giờ. Rồi, lại headshot. Ảo thật ý. Rồi, ok, đứng góc này đẹp lắm. Đây rồi, nói rồi. Ui dồi, cái tâm nó kìa. Khó di cực. Định mệnh thế này, khoai thế. Rồi, dính một phát rồi. Ui dồi, bom flash để cong lên đây này. Này thì cong. Ôi, không trúng kìa. Ơ ảo vậy trời, lag à. Bắn bao nhiêu lò đạn vào người nó nhưng không trúng. Xàm. Anh em nhìn lại pha lúc nãy. Định mệnh. Hư cấu vãi nồi. Ủa lag à ta. Thế đấy là mình nhấp vào người nó không mất tiết kìa. Xàm vậy trời. Vãi nồi, mất đúng 27 tiết. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi.
Vâng. Game game đã bóp dái, máy đã bóp dái rồi, game nó còn bóp hơn nữa. Khốn nạn thế. Cạn lời, vẫn cho mình sẽ nghỉ rồi. Chờ máy mới về.